Rồi chúng ta tiếp theo. Cái này là phần quan trọng này. Theo các giáo thọ sư tiền bối thì cảnh vật tiền sinh chỉ xuất hiện trong thời cận tử. Điểm một. Điểm thứ hai, chỉ có một đoàn sắc ý vật là vừa cảnh vừa là vật mà thôi. Chỉ một đoàn thôi, vừa là cảnh vừa là vật. Bây giờ chúng ta khảo sát một cái lộ cận tử, cho dù có na cảnh hay không có na cảnh, cái vấn đề có na cảnh không na cảnh chúng ta sẽ để hậu xét sao. Ngày nãy thì nó nói rồi đúng không? Giờ mình xét lấy một cái lộ cận tử không na cảnh, có na cảnh cũng vậy thôi, không na cảnh cũng vậy, là chỉ gì nó thêm vô thôi. Cái phần còn lại á, trong lộ cận tử nó có hai trường hợp: một, xen hữu phần rồi tử; hai, không xen hữu phần rồi tử. Bây giờ chúng ta bắt lấy một cái lộ cận tử. Lộ cận tử này là sắp sửa đến thời điểm tử, mà trước cái lộ cận tử này nó có hàng trăm lộ trước nữa, chứ không phải chỉ một lộ không thôi. Nhưng mà chúng ta xét lấy cái lộ cuối cùng để rồi tới giai đoạn tử, hiểu chỗ này không nha? Thì nếu như là lỗi đó là rúng động dứt, nó có vừa qua không? Có không? Lộ cận tử bắt lấy sắc cái vật làm cảnh trong thời điểm cận tử có hữu phần vừa qua không? Có hay không? Trả lời liền, có hay không? Tại sao có? Hả? Tại sao? Tại mấy cái này giải rồi mà. Lưu ý có hai loại nha, ôn lại thôi. Cái này giải ra lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, giải từ hồi xa xưa ấy đó, lâu lắm rồi. Lộ cận tử hai loại, một loại là rúng động dứt dòng hai ý môn 5C, xen hữu phần có na cảnh chẳng hạn, hai na cảnh xen hữu phần tử, đây lộ thứ nhất. Lộ thứ hai, rúng động dứt dòng hai ý môn 5C, hai na cảnh, có na cảnh hay không có na cảnh, thằng như thế không xen hữu phần tử. Rồi lộ thứ ba, vừa qua rúng động dứt dòng khai ý môn 5C, hai na cảnh xen hữu phần tử. Lộ tư, vừa qua rúng động dứt dòng 5C xen hữu cảnh, không xen hữu phần tử. Quan sát hai cái lộ này, tại sao một lộ có hữu phần vừa qua, một lộ không có, tại sao? Khi sư đã lập hồi đó sư giảng bản lộ tâm, giảng kỹ chỗ này. Khi nhìn cái bản lộ tâm, nhìn cái lộ tâm mà nó diễn tiến, nhìn vô người ta biết ngay cái gì làm cảnh liền. Nếu sắc pháp làm cảnh thì bắt buộc phải có hữu phần vừa qua, còn nếu danh pháp làm cảnh thì không bao giờ có hữu phần vừa qua cả. Bởi vì sắc pháp là một sự trần trờ, nó thuộc về thô so với danh pháp. Danh pháp là tế, còn sắc pháp thuộc về phần thô. Thô cho nên nó làm trần trờ dòng tâm, nên bắt buộc phải có hữu phần vừa qua. Còn danh pháp làm cảnh thì hữu phần nó cũng là danh, mà danh pháp cũng là danh, nó vô hòa nhập liền. Nó không cần có sự trần trờ, nó không cần có sự trần trờ nữa, sống sượng là nó hết. Để khỏi cần có bào cho nó trơn láng, không cần. Nó vô là vô luôn, cho nên không cần có hữu phần vừa qua. Còn nếu sắc pháp làm cảnh thì nó có sự trần trờ sống sượng, cho nên danh pháp đang chạy, sắc pháp nó vô, nó bị giật giật giật, cho nên phải có một hữu phần vừa qua để nó làm cho trơn láng lại. Cho nên nhìn bản tâm lộ thấy có hữu phần vừa qua, biết ngay sắc pháp làm cảnh trong lộ ý đó. Mà nhìn trong bản tâm lộ không có cái hữu phần vừa qua, biết ngay danh pháp làm cảnh, nó là tâm hoặc là nó tâm sở cái gì không cần biết,
chẳng hạn vậy. Cái này xưa dạy rồi mà, có dạy chưa? Đừng nói siêu dạy nha. Dạy từ thời còn thơ ấu á nghe. Rồi bây giờ sau khi giải quyết xong vấn đề đó, bây giờ giải quyết xong vấn đề thứ hai. Một tâm lộ có sen hữu phần là tử, một loại tâm lộ không sen hữu phần là tử. Tại sao? Bởi vì á, cái lúc mà tâm tử này xuất hiện đó, ở ngay cái sắc na diệt của tâm tử, ngay sắc na diệt của tâm tử này, sinh trụ diệt, ngay sắc na tiểu diệt của tâm tử, tâm tử diệt thì tất cả sắc nghiệp cùng diệt nha. Tâm tử này ngay sắc na diệt mà chấm dứt đi thì chẳng những tâm tử này diệt mà tất cả những cái sắc nghiệp cũng đều diệt, cũng đều diệt hết. Thì như vậy kể từ tâm tử này biến trở về trước 17 sắc na, có gì là rung động nè, nghe quên, vừa qua rung động dứt dòng đầy môn năm xe tử 1, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? 10 đúng không? Tới đây 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nè. Thì vào cái sát na này nè, vào sát na thứ 17 này nè, kể từ đây mà trở nên tâm tử đó thì sắc nghiệp bắt đầu diệt mà không sinh lên. Nó diệt không sinh lên thì từ đây tới đây là nó là bình số của nó là 51 bọn đúng không? Đời sắc khi vật, đời sống bình nhật của nó luôn luôn nó diễn biến bình số là 51 đúng không? Cứ mỗi sanh la tiểu một bọn sanh lên, một bọn diệt, một bọn sanh lên một diệt, nó giữ y hệt cái số đó cho đến lúc này. Nhưng bao lúc này tới đây thì sắc nghiệp bắt đầu diệt mà không sinh lên, để cho đến tới chỗ này á, để vừa hết tuổi thọ nó diệt, rồi tâm tử cũng diệt luôn, rồi toàn bộ chúng sanh nó gọi là ngẫm nha, chặt đúng không? Thấy chỗ này không? Nhưng tới đây nó chưa diệt, tới đây vẫn còn cái sinh lên ba sát na nữa, tức là ở sát na tiểu thứ 17 này nè, hộ phần thứ 17 nè, sắc nghiệp chưa diệt, mới diệt ở sắc na thứ 16 này nè. Kể từ đây điểm lại tới 16 thì tới tâm tử này nó còn ba bọn, hiểu cái này không? Hiểu không? Tới đây nó chỉ 48 nè, nó còn ba người nữa, cho nên bắt buộc phải có cái hộ phần vô chèn vô để cho đủ số. Tới đây em đủ là 51 bọn nó diệt. Nếu trường hợp ở sát na thứ 17, hữu phần thứ 17 mà sát nghiệp bắt đầu diệt mà không sanh nữa thì tới đây tử đủ rồi, không cần phải sang hữu phần hậu kiếp nữa. Nhưng vào sát na thứ 16 mới đầu diệt, biết kể đi một sát na thì tới đó còn dư ba bọn chưa thể chết được bởi sát năng nguyện còn. Sắc mạng quyền để bảo vệ đời sống mà sắc mạng quyền phải là sắc nghiệp không? Phải không? Mà sắc mạng quyền còn thì chúng sanh nó chưa chết, cho nên phải có thêm một cái sắc na hữu phần xen vô, để từ đó sau khi đó hết ba cái sắc na nữa thì qua sắc kia vừa đúng sắc mạng quyền cũng vừa diệt luôn thì chúng sanh nó chết. Danh mạng quyền diệt, sắc mạng quyền diệt thì chúng sanh nó gọi là qua đời. Nên lý giải tại sao trong lộ cận tử có lộ sen sắc na hữu phần rồi chết, một lộ không sen hữu phần chết là lý do như vậy. Nắm bắt được cái lý này chưa? Nắm bắt được rồi thì nhớ hoài à, không gì quên được hết á. Còn không nắm bắt được thì cứ quên tới quên lui, quên tới quên lui, quên lui nha.
Vậy cái này sư dạy chưa? Chứ chưa dạy đâu. Bây giờ xét cái lộ cận tử thì theo các ngài giáo Phật sư Tiền Bối á, thì chỉ có trong thời đoạn, trong cái thời cận tử mà thôi nè. Thì các ngài lý luận là nghe đây hữu phần thứ 17 cho đến đây là tâm tử. Kể từ tâm tử đếm ngược trở về trước 17 sáng nay, thì bây giờ sắc khí vật nó bắt đầu diệt nè. Đó như sắc khí vật của diệt, thật ra nó sắc khí vật diệt nhưng mà tất cả sắc nghiệp đều diệt, trong đó có sắc mạng quyền. Nhưng ở đây muốn nói về sắc khí vật thôi, tại năng duyên này sắc khí vật mà. Thì trường hợp mà cảnh vật tiền sinh thì sắc khí vật này làm chỗ nương cho tâm, đồng thời bắt lấy sắc vật làm cảnh. Thì cái giáo sư Thọ Sư Tiền Bối cho rằng nếu như khai với môn này và năm xe này là xe hữu phần hay không xe thì chuyện không thành vấn đề nha. Nếu như khai với môn này muốn nương sắc khí vật thì sắc khí vật đó, đó theo bình nhật, thời bình nhật thì sắc khí vật này nếu khai với môn này mà là khai có sắc khí vật nương á, để nương sắc khí vật á, thì sắc khí vật nó sanh trước nó một sắc nè, sanh trước một sắc nè nè. Và cứ như vậy, nếu như một động lực xe này thiện hay bất thiện gì không cần biết, ví dụ như tâm tham này mà đây đi nha, C1 là tham, thì C1 này muốn nương sắc khí vật thì sắc vật nó sinh ở trời cái tâm khai với một tình trú một sắc này. Vậy theo các vị giáo Thọ Sư Tiền Bối, cho nên nó chỉ sợ ở trên thời cận tử mà thôi. Và chỉ để thì chỉ có một cái đoàn một thôi, một đầu ý vật một thôi, tới từ đây bắt đầu diệt rồi đúng không, từ đây bắt đầu diệt rồi đúng không, thì tới đây nó chỉ còn lần lượt tới đây nó chỉ còn lại là 47, 46, 45 gì đó, 45 sắc na tiểu thôi để làm chỗ này, đoàn là 30 sắc na tiểu thôi, thì chỉ một đoàn ý vật mà thôi. Nhưng mà các ngài giáo Thọ Sư Hậu Bối phản đối này, mới là căng thẳng ở chỗ này. Các giáo sư đưa phản đối nói rằng không phải chỉ có trong thời cận tử mà luôn cả thời bình nhật vẫn có trường hợp là biến hóa thông. Trong thời bình nhật những vị mà có luyện thần thông được mới sử dụng biến hóa thông, như ngài Mục Kiền Liên, rồi ngài Cách Sa Bá vân vân, hay Ma Ha Cấp Di Ná vân vân, hay là những đạo sĩ thời thần lửa U Vệ Lát Cách Sa Bá chẳng hạn, muốn thể hiện năng lực thần thông, hoặc là ngài Thất Ca Chí, vị thánh A La Hán mà trong tiền kiếp làm vua chuyển quân vương đó, thì khi mà dẫn Đức Phật cùng với 1.000 vị tỳ khô Hú Đú Lá Cá Sa Bá trở về thành Vương Xá để tế độ vô Bình Xa đó, thì bây giờ vô Bình Xa cùng với 120.000 Bà La Môn cao cấp quan quyền để tới đảnh lễ Tứ Thế Tôn. Tại trong cái nhóm hội chúng này nè, có một số suy nghĩ Samu Gautama là đệ tử của ba vị đạo sĩ thần lửa này, hay là ba vị đạo sĩ thần lửa là đệ tử của Samu Gautama. Tại lúc bây giờ đó, ba vị đạo sĩ thần lửa của Núi Lá này rất nổi tiếng trên giang hồ, xem như Thái Sơn bắt đầu thời đó luôn. Mà nguyên một hội chúng 120.000 người Bà La Môn khởi liên tư tưởng vậy đó, nghi ngờ rằng không biết là Đức Thế Tôn là đệ tử của ba ông này, không có đâu gọi Đức Thế Tôn đâu, đâu có gọi đâu, gọi là Sa Môn Gautama. Quý vị biết tại sao gọi là Sa Môn Gautama không? Sa
không gọi Bà La Môn Gautama mà gọi là Sa Môn Gautama, biết không? Biết tại sao trong kinh điển ghi rằng Sa Môn Bà La Môn không? Các Sa Môn Bà La Môn có trí chẳng hạn vậy. Nó khác biệt nhau chỗ nào? Sa Môn đi tu phải không? Bà La Môn là không đi tu phải không? Hả? Sa Môn là đắc đạo hả? Có ai biết không đắc đạo đâu? Giai cấp làm sao? Đức Phật chúng ta giai cấp sát với lệ rồi nha, không có giai cấp Bà La Môn rồi nha. Mà sao gọi là Sa Môn? Đại ông đi tu không? Ông luôn gọi Sa Môn đúng không? Bà La Môn mà có đi xuất gia gọi là gì? Nếu thuộc giai cấp Bà La Môn đi xuất gia thì được gọi là gì? Đạo sĩ hả? Nếu giai cấp Bà La Môn đi xuất gia vẫn được gọi là Bà La Môn nha. Mà trong kinh chúng ta thấy xuất hiện từ là những Sa Môn Bà La Môn có trí đúng không? Đúng không? Thì người ta nếu trong luận đạo người ta hỏi tại sao Đức Phật dòng sắc đi lệ mà gọi là Sa Môn, thì chắc nó tại đi tu mới gọi Sa Môn. Trả lời Đức Quốc thì không được nha. Thời Ấn Độ có bốn giai cấp, mà giai cấp và lãnh đạo tinh thần á, cao cấp nhất mà người thuộc về phần tinh thần á là Bà La Môn. Giai cấp thứ hai mà thuộc lãnh đạo về quyền lực á là Sát Đế Lệ. Sát Đế Lệ này chữ Pali gọi là Khách Tí Giá. Khách Tí Giá còn có nghĩa là giai cấp chiến sĩ. Chiến sĩ nè. Giai cấp thứ ba gọi là Vét Xá, Thường Bồ. Giai cấp thứ tư được gọi là Thường Dân. Thường Dân gọi là Sư Đà. Âm là Thủ Đà đó. Mẫu số sách âm là Thủ Đà đó. Trong giai cấp thường dân này nó có hai loại. Một loại làm công mà có thưởng nha. Nha, làm công mà có thưởng nha. Người loại này gần gần vậy thôi. Thường dân này không làm công dai hết, làm nghề tự do đó, đi săn bắn bắt ruồi rồi đó, ở quên bắt cá rồi đó nha. Không làm nô lệ dai, không làm cái gia nhân dai hết, nghề tự do. Một loại làm công cũng được gọi là nô lệ, mà nô lệ này hơi cao một xíu, tức là làm cái lương nha. Một loại làm không lương nghe, một loại làm không lương nó gọi là chân đá, là chiên là la đó, chân đá lá đó, âm là chiên là la đó. Cái loại này là loại mà nô lệ không công đó, làm công chùa đó nè. Thì ngài Úpa-lý cũng thuộc giai cấp thường dân, cũng làm nô lệ mà có lương. Thợ cạo mà, thợ cạo với ông hoàng tộc mà, ngài là đệ nhất về thông luật nha. Cho nên cái phước ngài không phải là nhỏ đâu đó. À, là hán mà là hán thông luật luôn mà xuất thân từ giai cấp nô lệ. Do nguyên nhân vào thời trước là giáo pháp, sau giáo pháp Đức Phật Ca Diếp á, ổng ngài là một ông vua giàu lắm, nên đi gặp nhị sa môn đồng Phật Tục Giác, mà đâu biết ông đâu Phật Tục Giác đâu. Mấy ông này xuất thân đi dòng nô lệ nè, như đó thôi, chỉ nói vậy thôi, như đó thôi. Mà từ đó cho nên, từ đó cho đến thời Đức Phật cứ làm nô lệ, được sanh làm người, không đớt xuống khổ cảnh. Mà từ đó cứ làm công cho thiên hạ, làm công cho thiên hạ ai, tới vào chó cuối cùng cũng làm công cho, làm thợ cạo cho dòng cha họ lạnh mình á. Cho nên xin nói ăn bậy được đừng nói bậy.
thầy có thể ói ra được, mới bậy hốt bà không nổi đâu. Nghe không? Thì cái hạng này á, nô lệ trên la nè, hạng thường dân này gọi là sư bá nè. Rồi bây giờ cái hạng nô lệ nè, nô lệ nè, nô lệ hưởng công á hay là không hưởng công, đại chúng mình nói hạng nô lệ. Bây giờ muốn cải thiện, muốn thải cải thiện cái giai cấp của mình thì sao? Xuất gia nè. Mà hãy xuất gia rồi á thì những cái quan quyền đó, cái giống như cái dòng nô lệ được dẹp quan bên nè, nó không có cải tới. Ráng tu tập cho nó ok đi, mình tốt. Nên trong bài kinh mà Sa Môn Quả á, Như Hoa Xà Thế mới hỏi Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho cái biết kết quả thiết thực của cái sự xuất gia. Đức Phật mới nói về có một người nô lệ bị đánh đập nha, phước ta không bằng vua Như Hoa Xà Thế, dù ta làm phước trọn đời cũng không bằng ông làm phước Ngài. Cái người này đi xuất gia, xuất gia xong đại vương có bắt quay trở lại làm nô lệ không? Này không nè. Đại vương gặp đó, đại vương có cung kính không? Dạ có. Trong bài kinh Sa Môn Quả đó, ông bên lật trường một kinh ra đây nghe. Nếu mà cải thiện cái ấy thì nếu Bà La Môn xuất gia thì vẫn cứ giữ nguyên giai cấp mình, nó giai cấp ok quá mà nghe. Giai cấp số 1 rồi, dù xuất gia hay không xuất gia vẫn cứ là Bà La Môn. Nếu xuất gia cũng vẫn gọi là Bà La Môn. Còn từ sát bế lệ nợ rỡ xuống dưới này, nếu xuất gia thì gọi chung là Sa Môn. Trên trong kinh điển chúng ta thấy rằng những Sa Môn, Bà La Môn có thắng trí, đúng không? Và những ngoại đạo đều gọi Đức Phật chúng ta là Sa Môn Gotama, bởi vì dòng sát bế lệ xuất gia. Nếu ngoại là dòng Bà La Môn, hiểu cái này không? Nó hiểu chưa? Điều này khó tìm nha. Chuyện lạ bốn phương đó, không phải là chưa biết mà chưa ai nói nha. Có ai đọc chỗ đó đâu mà nói nha. Mà ngay trong kinh Luận Giải, kinh Sa Môn Quả sẽ có nêu ra điều này, mình đang có đọc đâu mà biết. Đem về để thờ mà nha. Thì bây giờ đó, trở lại vấn đề nè, thì khi mà nói vậy đó, thiên hạ mới đang bán tính bán nghi, không biết ai là thầy của ai. Thì Đức Thế Tôn Ngài biết rồi, Ngài mới nói với Ngài Uvela Kassapa đó, này Uvela Kassapa, hãy làm rõ vấn đề này. Nhưng mà thường thường á, những cái vị đó đó, cái người Ngài Kassapa đó, Uruvela Kassapa đó, hay Nandi Kassapa và Tagaya Kassapa đó, cùng với 1000 đồ chúng mình á, tất cả 1000 vị tỳ khưu đó, tất cả thấp nhất phải là lục không, thấp nhất phải là lục không. Bởi vì các vị này là chứng quả dự lâu sau mới sinh xuất gia, Đức Phật ngày mới duỗi ta ra, đúng không? Đến đây này các tỳ khưu này, mà cái người mà Đức Phật ngày duỗi tay ra mà hãy đến đây này các vị tỳ khưu, chắc chắn ở trong kiếp đó à là viên tịch, chắc chắn luôn. Còn nếu mình ngài thấy rằng cái kiếp nó mà chưa phải là A-la-hán, dù chứng đắc đạo quả, dù trong tiền kiếp có duyên nghi, mà trong kiếp đó chưa chứng quả A-la-hán, thì ngài cho xuất gia bình thường, không có hề thú nha, không có hề thú. Một khi mà Đức Phật ngài duỗi bàn tay ra, ê hí thích khô, hay là ê thá thích khô vô, hãy đến đây này các tỳ khưu, thì chắc chắn các vị đó A-la-hán ngay trong kiếp đó. Mới khủng khiếp chỗ này chứ.
mới thấy cái quan hỷ với hỷ khú. Nghe sư nói mô ê với cố, thứ nhất trong đường kiếp của dân y, thứ hai phải chứng đắc một quả thức, nhưng điều kiện thứ ba nữa là trong kiếp đó phải chứng quả là hãy. Nếu như trong tiền kiếp có dân y, trong hiện kiếp đó chứng một đạo quả, mà trong kiếp đó không chứng quả là hãy, dù muốn xuất gia hay với vô Đức Phật này không được, không cho, không hề cho, chỉ xuất gia bình thường. Nè, đây là trường hợp của ai? Đây trường hợp của vua Phúc Cú Sát Tế. Đây là vị vua cai trị cái kinh thành Takasila, bạn của vua Bình Sa Dương. Vua Bình Sa Dương mới gửi thư với bảo vật tới là ân đức của Tam Bảo tới, ông nghe xong quan hỷ lên là vậy, đóng cống lại tu tập chứng tứ thiền. Chứng tứ thiền xong từ bỏ ngai vàng ra đi tìm Đức Thế Tôn. Nửa Thế Tôn mà không biết mặt đạo sư mình là ai, đang làm vua mà bỏ đi nha. Mà đi bộ nha, ban ngày đi ban đêm ngồi thiền để lấy sức, ban ngày đi ban đêm ngồi thiền lấy sức nha. Đi thì đi tìm bậc đạo sư mình. Đây là ngài Bút Quốc Sĩ vua xứ Gành Thà Đá. Nơi Gành Thà Đá bây giờ đang có một cái lỗ tháp để thờ xương của răng Phật rồi đó. Tăng ngộ bốn cái di tồn bốn nơi tạo cá tháp kiền khôn lưu đời. Một là đạo lợi cung trời, hai là tánh địa đương thời. Lăng ca xứ Ganh Thà Đá thứ ba có không, bài kinh này có không? Bốn là tỷ điện nguyên nga chúa đồng đúng không? Nói y như kinh nhưng sao cãi. Đúng không? Thì Ganh Thà Đá này có xương nhọn Đức Phật á, xương nhọn Đức Phật trên thợ đây nè. Tại ông bỏ đi tới thì đây là kìa, trong thành Xá Vệ nề quân xá nè. Tới đây Đức Phật đang ở kỳ duyên đây nè, đi tới đây rồi. Nhưng mà ông Bút Cúc Sát Tý nghĩ là vua Bình Sa Dương mà gửi thơ cho ta thì bậc đạo sư ở kinh thành quân xá, không ở Xá Vệ bây giờ, tới đây thì luôn. Mà từ đây mà tới đây á, là 45 vô tuần đi bộ nha. Ngày đi đêm nghỉ rồi đó. Tới đây là đó mới hỏi mấy cư dân ấy, giờ Đức Thế Tôn đang ở Xá Vệ, nó chết một đi ló rồi. Thôi bây giờ trễ rồi, tối rồi, con nghỉ đêm sáng mai mình trở lại. Thì trong ngày hôm đó Đức Thế Tôn ngày quán xét thấy duyên lành của Bút Cú Sát Tý. Ngày quán xét chút xíu nữa, nếu Như Lai không tới tế độ á, thì ngày mai Như Bác nó tới giết chết Bút Cú Sát Tý, đạo quả sẽ chấm dứt rồi. Cho nên tử thần là ác ma nữa. Sự chết nó tới là nó cắt đứt đạo quả đi. Nghe, có năm loại ma dương á, ngũ quẩn là ma dương, pháp hành là ma dương, phiền não là ma dương, tử thần là ma dương, chư thiên là ma dương, năm loại ma dương. Ngũ quẩn là ma dương, pháp hành là ma dương, phiền não là ma dương, tử thần là ma dương, chư thiên là ma dương. Chư thiên nào mà gọi là quậy phá mấy người tu gọi là ác ma đó. Pháp hành cũng là ma dương, ngũ quẩn cũng là ma dương. Cho nên tử thần mà tới đạo quả mình chưa kịp tới thì tử thần tới cắt đứt luôn. Đó là một cái kẻ chướng ngại, cây chướng ngại. Mà Đức Phật là biết rằng nếu như Như Lai mà không đi tới thì sáng mai ông này chết. Ngài mới ngẫm nghĩ rằng Bút Cú Sát Tý vì bậc đạo sư mà đi bộ tìm bậc đạo sư, Như Lai cũng sẽ đi bộ tới gặp Bút Cú Sát Tý. Ngài không thành nhận, không thành bị hay được hay không. Mà quý vị biết từ đây mà tới đó 45 vô tuần, một vô tuần 16 ngày sớm, đúng không? 50 giờ tuần là 800 cây số, đúng không?
từ năm năm cây số siêu tính theo kiểu bắn cá cho quen đi, 50 tuần là 800 cây số đúng không, từ năm ca năm giờ tuần là 80 cây số đúng không, thì 720 cây số đúng không, 720 cây số bằng thành phố Hồ Chí Minh đi ra gần tới Quảng Ngãi, tới Quảng Ngãi đúng không. Vào buổi chiều Đức Thế Tôn ngài bắt đầu lên đường đi tới thành Vương Xá, từ Xá Vệ đi tới thành Vương Xá vào đúng buổi chiều. Ngài đi cấp tăng bằng cách nào? Đi bộ không giờ đi nổi. Ngài rút đất lại, ngài vẫn đi bộ nhưng mà rút đất lại, hiểu không? Mấy chi tiết này cái ngài nó phớt phớt rồi trong chú giải mới nói nhiều cái tình tiết rồi đó. Ví dụ ngài ông ta mà gặp đề bà đa ta thỏa na do na là cái rí tới đó, ngài ông ta đứng chặn đường che chú Đức Phật, mà cứ do cái xăm xăm nó chạy tới, Đức Phật rải tâm từ xong đè do xuống. Nếu có ngài ông ta ở đâu đang đứng trước mặt Đức Phật mà do xăm đang tới nè, thì bạn chứ sẽ giải chi tiết nó là Đức Thế Tôn là dùng thần thông giờ ngàn quan bằng bờ, nó mới tống được vô người do chạy tới trong nó của ngài thông cam không có, ngài Na Đa cũng không có nè. Chứ giờ ngài Na cái gì tưởng tượng đi, ngài Na đứng gã này đúng không, do năm 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 tới gặp Đức Phật đúng không, mà nó tới là ngài Na ở đâu, lại hút ngài Na trước chứ. Nhưng mà tới Đức Phật ngài đã từ đè xuống, nó quỵ xuống. Nhưng ngài ra ở đâu? Thì bạn sẽ giải cho Đức rằng Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông giết ngài ăn qua bằng bên, nó mới tống được rồi mới chạy tới. Mà bạn sẽ giải của ngài Tông Khang không hề có chi tiết này. Không hề có. Cho dù đó là lịch sử Đức Phật Cồ Đàm chứ hả? 938 kệ ngôn nhân dân đại khái vậy. Nghe không hề có chi tiết này đâu. Hiểu ý tôi muốn nói không? Hôm nay sẽ trao cho đó. Thì kiếm mới mệt lắm á. Rồi. Đức Phật đi tới đây do trong cái lò gốm. Trong suốt trong quá trình lịch sử chỉ có một mình ông này. Ông này dám gọi Đức Phật bằng hiền đệ. Nghe. Chưa ai dám gọi Đức Phật bằng hiền đệ hết nha. Mà chỉ ông này nè. Đức Phật ngài vô, ổng đâu biết ở đây là Phật Đạo Sư mình đâu, đâu biết đâu. Đức Phật ngài nói, này xong không? Ở đây có chỗ trống cho như là cho ba tạm nghỉ một đêm. Ở đây còn trống, hiền đệ cứ tự nhiên. Abuso có nghĩa là hiền đệ. Hiền giả đó, Abuso đó. Sau khi mà thì Đức Phật ngài mới thấy rằng duyên lành tới, nhưng mà đi đường trong một ngày mệt lắm, không có đầu óc nào mà để nghe pháp đâu. Nên ngài không thiếu liền, bậc chánh giác là như vậy á, không phải tới là thiếu pháp liền đâu, không có. Biết không, đi trong ngày mệt lắm, không thiếu đâu. Ngài ngoài thiền, hôm kia nó mới gặp làm bộ ngoài thiền á, không biết ba chứ nách tứ thiền đó nè, không ngồi thiền theo đúng không, thì làm gì làm, thì ngồi riết là hơi yên tâm nữa, hồi cũng về sức khỏe. Vì mới vừa Đức Phật ngài thấy tới thời điểm này mới xả thiền ra, này sao không, tư thế người ngồi thiền rất là yên tĩnh, khen trước muốn quan hệ này kia, hỏi ra sao không xuất gia ai vậy, ai bậc đạo sư của ngươi? Nói bậc đạo sư của tôi là Đức Thế Tôn. Ông có biết mặt bờ bậc đạo sư ông chưa? Chưa. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết pháp. Ông nói chưa gặp Đức Thế Tôn gì, nghe pháp cũng được. Bây giờ đó mình chưa nghe pháp, giờ nghe pháp cũng được. Nghe xong chứng quả A-na-hàm, lúc con mới biết đây là bậc đạo sư mình. Đợi thầy mình dám kêu thằng hiền đệ, ghê. Mới quỳ xuống sám hối, mới hỏi ngài chấp nhận, ta xem đó là một cái loại tự xưng của người. Biết rồi. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài cho con xuất gia trong giáo pháp này. Mấy người có bác chưa? Dạ chưa.
Như Lai không cho ai xuất gia không có bác. Thì lúc đó Đức Cố Sa Bí mới đi tìm bác, mới tìm bác, câu đó mới về. Vị tỳ khưu mà xuất gia không có bác là không thể xuất gia tỳ khưu được, và cái bác cũng rất là quan trọng. Thế mà giờ bỏ tiền trọng mới ghê. Người Phật tử cũng ghê luôn, dám bỏ tiền trọng nè. Ông sư lấy tiền, sư qua bên Campuchia thấy người ta đi bác vẫn nhận tiền nhưng không bỏ tiền cho bác. Đúng rồi, có cái túi riêng, ai cũng nhường tiền lấy cái tiền đó bỏ một túi, nhận tiền nhưng mà không bao giờ bỏ tiền vô bác. Phật tử chúng ta cũng ghê, dám bỏ tiền vô bác mới là xịn. Vậy thích thì làm, con nhà họ thích mà nghe, thích thì làm nha. Rồi thì đó là đi bị bò hút chết. Tại sao vậy? Hỏi á, Đức Thế Tôn ngài cho Bút Cú Sá Tý xuất gia bằng thần thông được không? Được. Trong tiền kiếp, Bút Cú Sá Tý đã từng dân ngư rất nhiều lần. Thứ hai, ngay lúc nói chúng qua A Na Hàm rồi, nhưng vì sao Đức Phật ngài không cho xuất gia bằng A Tỳ Khưu? Bởi vì trong kiếp đó bị bò hút chết là không chứng qua A La Hán được, cho nên ngài không có cho. Hiểu chỗ này không? Có hiểu chưa? Cho nên A Tỳ Khưu phải chứng thoát kiếp đó phải chứng qua A La Hán. Nếu như Đức Phật ngài thấy rằng không chứng qua A La Hán, ngài không cho xuất gia A Tỳ Khưu. Đọc những cái đoạn đó mới thấy quan hỷ vô cùng với cái quả A Tỳ Khưu chứ. Chứ đâu phải dân y xong được A Tỳ Khưu đâu. Nghe. Rồi. Thì khi đó đó, trong cái cuộc kết tập Đại hội Thánh Tăng lần thứ Đại hội Thánh Tăng thành lập văn đoàn đó, trong số 1250 vị tỳ khưu đó, tối thiểu phải lục thông, cho nên 1000 vị này phải tối thiểu phải lục thông. Mà lục thông nữa có tha tâm thông đúng không? Cho nên ngài Ủ Rú Vê La Cá Sa Bá mới vừa đưa tâm mình quán xét, biết Đức Phật muốn nói cái gì đúng không? Nhớ tâm mình biết tâm Đức Phật mà. Cho nên ông mới dùng thần thông bay lên mà cao cây thúc nốt đáp xuống, bay lên hai cây thúc nốt đáp xuống. Nên bạch Đức Tôn bảy cây rồi sao bạch Đức Tôn ngài bậc đạo sư của con là đệ tử của ai? Thì lúc đó thời Bình Nhật hay thời Cận Tử? Cho nó biết quá thông mà. Thời Bình Nhật hay thời Cận Tử? Thời Bình Nhật. Trên các giáo thọ sư hậu bối phát bỏ chỗ này không phải chỉ xảy ra trong thời Cận Tử mà có thể xảy ra trong thời Bình Nhật. Hiểu chỗ này không? Nghe. Mà những cái giáo thọ sư đó là ai? Là ngài Lư Đi nè, ngài Ma Thất Ma Thất Na nè, vô vân. Trong sách tôi ghi, ủa thì sách này không có ghi đâu. Cái bộ này là bộ của ngài Lư Đi đó. Có thể là người ta đánh máy sai một số chi tiết, đó là lỗi kỹ thuật nghe. Mỗi lần mình học là mình điều chỉnh là sao, không có gì mà quan trọng hết, miễn đừng có đi sai pháp thôi, sau này mình ngu. Nếu sư điều chỉnh chỗ nào sai sư điều chỉnh lại, không có tự ái mấy cái vụ này đâu. Hiểu chỗ này muốn nói không? Quan trọng là pháp chứ không phải là quan trọng là cái sĩ diện mình, không có đâu. Chuyện quên là chuyện bình thường đúng không, mà chuyện dạy sai mới chuyện đáng nói đúng không? Đúng không? Dạy bậy với chuyện đáng nói đúng không? Còn chuyện quên, chỉnh lý, chuyện bình thường, không có gì. Để suy xem lại, nếu có gì sẽ chỉnh lý sao? Hiểu chỗ này không? Rồi. Điểm thứ hai, cái ngài lý luận này á, không phải chỉ được 49 sát na tiểu của sắc khí vật trong cái thời Cận Tử còn lại đó là nơi nương, không phải. Mà bất kỳ sắc còn ý vật nào ngay cái tuổi thọ 49 là đủ để nương nha. Đó ngài cho rằng là cái đò này 49 sắc na, tới từ cái đò lúc Cận Tử ấy, còn lại từ sắc na thứ 49 trở đi cho đến sắc na tử này là nơi nương của sắc khí vật đó, là nơi nương của tâm. Cái giáo là sư bác bỏ, không phải chỉ như đó. Bất kỳ sắc khí vật nào
ở trong cái trạng thái 49 sanh là trụ, là đủ để làm chỗ nương. Tâm nó không phân biệt. Cái ngày lý luận là tâm nó khi nó sanh lên nó không phân biệt, rồi cái đoàn này sắp chết, cái đoàn kia còn không có. Nghĩ sao ra đủ chỗ nó nương à? Hiểu chỗ này không? Cho nên mới có thời bình nhật, chứ không chỉ thời cận tử không thôi. Các ngài giáo thờ loại sư tiền bối cho rằng chỉ có thời cận tử, thì các giáo thờ sư hậu bối nói là ngay thời bình nhật cũng có. Vậy thì thời bình nhật có nương chỗ nào? Nó phải chỉ là nương 51 bộ này đâu. Bất kỳ đoàn nào mà từ 49 cho đến 50 là để nó nương. Thứ hai, các giáo thờ sư tiền bối cho rằng là khi sắc cái vật nó sanh lên nó sanh từng đoàn vậy, giống như là những nải chuối vậy, giống như những nải chuối hoặc những cái máy ngói vậy, cái lớp trên đè lớp dưới. Cái giáo sư hậu bối cho rằng nó không phải như vậy, mà nó sinh nằm khối nhiều đoàn yếu vật vậy đó, nó vô một khối. Mà cái ngày điển hình giống như cái ngọn lửa nó cháy, không phải nó cháy từng lớp, nó cháy một khối lửa. Những ngọn lửa này cháy hay ngọn lửa cháy nó trộn đều nhau, chứ đâu phải cái lớp lửa này, cái lớp lửa này nó không phải giống như cái mấy ngói đè lên nhau, mà nó phải giống như cuộn chuối đè lên nhau, hiểu không? Nó sinh ra nó hòa nhau một khối, đốm lửa. Trong đốm lửa nó không có cái tầng lửa này tầng lửa kia giống như là cái buồn chuối lâu giờ nè. Thứ hai, một điểm nữa, khi tâm nó bắt nó cũng không phân biệt được cái là cái nào lớp trên lớp dưới, không, nó chỉ lấy cái đó bắt lên cảnh thôi. Một điển hình giống như con mắt mà nhìn thấy cái cột, nó đâu có phân biệt cái cột cái này, chỉ biết đây là cái cột, tức là cái cảnh này là một khối cảnh sắc, chứ đâu phải là chỉ một cảnh sắc. Không phải như cảnh sắc nó chồng nhau. Hoặc là mắt mình thấy cái đống lửa, thì con mắt cái tâm nhận thức đâu không biết được là đây cái lớp lửa dưới, đây lớp lửa trên đó. Mà chỉ bắt là nguyên ra một khối lửa, đúng không? Lúc đó làm cảnh, đúng không? Cho nên cái lý luận của giáo họ sư tiền bối không chuẩn nè. Mà cái này nói rằng á, nó xảy ra trong hai thời kỳ, thời cận tử cũng đó, thời bình nhật cũng đó. Thời bình nhật thì sắc cái vật nó không phải nó chia từng lớp nữa, mà nó sẽ hòa trộn không nhau. Mà bởi vậy nếu giờ bây giờ chúng ta thấy nè, sắc cái vật là sắc nghiệp sanh, đúng không? Phải không? Khai ý môn nó sinh ra một đoàn, đúng không? Rồi C1 nó sinh ra một đoàn nữa, đúng không? Rồi C2 nó sinh ra một đoàn nữa, đúng không? Mà những cái đoàn này đâu phải xếp từng lớp đâu, nó trộn lẫn với nhau, đúng không? Thì lý luận các cái vị giáo đạo sư tiền bối nói rằng á, nếu như muốn sắc y bậc mà nó nương tâm ấy, thì cái sắc y bậc nó sanh trước tới một sắc na mới gọi là tiền sanh, đúng không? Nếu như C1 muốn nương sắc khí vật á, mà tiền sanh á, vật tiền sanh á, thì sắc khí vật này phải sanh trước ở sắc na kháng môn, đúng không? Rồi C2 muốn nương thì sắc khí vật phải sanh ở C1, đúng không? Thì thấy các ngài giáo hội sư mới cho rằng nó xếp lớp từng lớp vậy nè. Các ngài giáo hội sư hậu bối nó không có xếp từng lớp, mà nó hòa với nhau. Hiểu chỗ này không? Đúng không? Phản đối nè. Và có hai thời điểm nè. Và bất kỳ sắc khí vật nào ở sắc na từ sẽ là trụ á, 49 sắc na trụ đó, đều là nơi nương cho tâm hết, chứ không phải nhất thiết phải từng. Hiểu chỗ này không? Đó là ý kiến của các vị, mà ý vị của hậu bối sau này thấy hợp lý hơn, đúng không? Nè, như vậy vật cảnh tiền sinh duyên, có nghĩa là vật sanh trước làm chỗ nương cho tâm, và đồng thời bị tâm đó bắt. Và như vậy thì chỉ trong trường hợp ở lộ cận tử là một, thứ hai là ở tiến hóa thông là hai,
Còn những loại thần thông khác không sử dụng sắc khí vật hoàn cảnh bao giờ. Nhưng mà nhớ giờ đó ha, học tuần sau chúng ta học tiếp cận nghi duyên mới ghê nha. Hiểu bài này chưa? Chư thiên ở trên hư không đi cầu đường ở đó đông mới đều long vương thần lớn đó đồng sinh ngay ấy vừa điều chúng tôi ô trì phật giáo tăng bồi đó em vui lâu dài quyên phù thánh khai nàng tay đưa phước dài bệnh lâu chúng tôi vui thú đau mừng ngỡ hầu vô sinh do sự phước bao trong ta làm đây hay là món duyên lành nghĩa ngô ngầm nơi tâm này